Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tình Ai đang phát động chủ nghĩa dân tộc cực đoan? Ngày 12 tháng 9, luật sư Đặng Đình Mạnh viết trên trang Facebook cá nhân bài chiến dịch phát động chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Theo tác giả, một loạt sự việc vừa qua cho thấy hiện tượng dân tộc cực đoan đang phát sinh trong lòng xã hội Việt Nam, không chỉ đơn lẻ mà là cả một chiến dịch có tổ chức, mục đích hẳn hoi. Về bản chất, chủ nghĩa dân tộc cực đoan như chính tên gọi đã phản ánh tính chất tiêu cực của chúng, vì chúng bao hàm tư tưởng dân tộc hẹp hòi, thiển cận, gây chia rẽ, kích động thù hằn dân tộc trong nội bộ quốc gia và cũng là tiền đề cho khả năng gây bất ổn, tạo nguy cơ xung đột, nội chiến hoặc chiến tranh trên bình diện khu vực hoặc quốc tế. Và đây là hình status trên trang Facebook cá nhân của luật sư Đặng Đình Mạnh. Tác giả chỉ ra, trên thế giới từng có Đức Quốc xã chủ trương cổ suý cho chủ nghĩa dân tộc cực đoan mà cái giá phải trả sau đó cho nền hòa bình thế giới cực đắt cả cho nước Đức và thế giới khi ấy. Ở xã hội Việt Nam, tác giả sâu chuỗi ít nhất 5 sự kiện liên quan. Thứ nhất, sơn phủ cờ đỏ trên mái nhà. Thứ hai, tấn công vào giới nghệ sĩ có liên quan đến cờ vàng. Thứ ba, tấn công vào trường đại học Fulbright Việt Nam. Thứ tư, tấn công vào nam sinh Chu Ngọc Quang Vinh, thứ năm quân đội lên tiếng bảo vệ tư tưởng của đảng cho thấy sự biểu hiện của chủ nghĩa dân tộc cực đoan theo một chiến dịch đang được phát động và có mục đích hẳn hoi có tổ chức điều phối nhịp nhàng và đây là hình chiến dịch sơn cờ đỏ lên mái nhà tác giả đặt vấn đề vậy mục đích của chúng là gì và chúng là ai mục đích cả năm sự kiện đều đề cao giá trị của cờ đỏ và tư tưởng cộng sản tấn công vào những giá trị liên quan đến cờ vàng và phương tây Mục đích là yêu cầu giữ cho được sự chuyên chính cộng sản và tiếp tục chủ trương chống phương Tây. Chúng là ai? Tất nhiên chính là những kẻ hưởng lợi. Tác giả phân tích thế lực mới cầm quyền của ông Tô Lâm không hưởng lợi gì, nếu không muốn nói rằng họ đang bối rối. Vì cuộc tấn công này diễn ra ngay trước hàm chuyến công du của ông Tô Lâm đến Hoa Kỳ lần đầu tiên với tư cách nguyên thủ quốc gia. Điều này giải thích cho việc phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao phải nhanh chóng lên tiếng binh vực trường đại học Fulbright ngay sau khi trường này bị tấn công. Và bộ kênh truyền hình quốc phòng phải gỡ video đã phát. Và đây là hình video đấu tố trên kênh truyền hình quốc phòng. Tác giả nhận xét, giả thiết rằng ông Tô Lâm là người cải cách nghiêng về phương Tây thì chính ông cũng là người bị tấn công. Thế lực phát động chiến dịch tấn công lưu ý ông về những giá trị cộng sản sắc máu mà ông phải có bổn phận bảo vệ. Vẫn theo tác giả, có ít nhất ba đối tượng hưởng lợi. Thứ nhất, các đối thủ chính trị bị thất sủng trong đảng của ông Tô Lâm. Thứ hai, nhóm quân đội thể hiện qua sự tấn công vào trường đại học Fulbright Việt Nam của kênh truyền hình quốc phòng qua nhóm dư luận viên nằm dưới quyền điều hành của thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và vai trò của tổng cục chính trị quân đội về chống diễn biến hòa bình. Thứ ba, Trung cộng. Tuy năm cuộc tấn công kể trên không đã động gì đến Trung cộng nhưng việc tấn công vào các giá trị phương Tây, bao gồm Hoa Kỳ, là có lợi cho trung cộng và phe nhóm thân trung cộng trong đảng. Tác giả cho rằng những điều này cho thấy quân đội đang nỗ lực tìm kiếm một vị thế đáng kể trên trong hệ thống chính trị. Một mặt, họ lên tiếng bảo vệ tư tưởng của đảng như cách giữ tính chính danh cho mình, mặt khác, họ sử dụng các nguồn lực trong tay để tấn công vào mọi biểu hiện diễn biến hòa bình. Tác giả đặt câu hỏi, phái quân đội chủ trọng làm điều này hay ẩn sau đó là sự thúc đẩy bởi bạn vàng phương Bắc. Bất luận thế nào thì sự xuất hiện của chủ nghĩa dân tộc cực đoan chưa bao giờ mang lại điều tốt lành. Trái lại, chúng chỉ mang lại tai ương cho cả những kẻ chủ mưu cổ suý hoặc phát động điều đó. Quân đội họ đang đùa với lửa. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Ai đang phát động chủ nghĩa dân tộc cực đoan? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo Chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Người lớn cần thay đổi thái độ và tư thế đối với giới trẻ. Ngày 12 tháng 9, trên diễn đàn của VOA Tiếng Việt có bài Trứng khôn dạy vịt của blogger Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh. Theo tác giả, trứng ở đây là hai cậu bé cùng lớp 12, cùng là học sinh trường chuyên giỏi giang cả. Tác giả cho biết, trứng thứ nhất là học sinh Bùi Minh Trí, học sinh lớp 12 Lý Tinh, trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long. Ngày 27 tháng 11 năm 2006, Trí đã táo tận hát vào trang web của Bộ Giáo dục, gỡ ảnh Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân, rồi thay vào đó là ảnh của mình đang cởi trần. Và đây là hình bài trên diễn đàn của VOA. Tác giả dẫn báo chí cho biết, trước đó vào tháng 7 năm 2006, Trí đã phát hiện lỗi bảo mật của trang web này. Em đã để lại một file để cảnh báo. Sau đó, em còn trao đổi qua mạng với người quản trị trang. Họ cũng đã tìm cách khắc phục, nhưng không xong. Rồi em lại liên hệ với người quản trị mạng VDC, tức công ty đồng quản trị trang web này. Đến tháng 11 năm 2006, Trí thấy trang web đó vẫn còn lỗi bảo mật nên em mới hành xử sai trái như nói ở trên. Lập tức, hàng loạt cơ quan, cá nhân quan trọng đã vào cuộc, gồm cả phòng cảnh sát điều tra tội phạm, trật tự quản lý kinh tế và chức vụ tỉnh Vĩnh Long, C15 Bộ Công an. Tác giả đánh giá liệu có cần đối xử với trí như với tội phạm, như việc kiểm tra nhà, niêm phong máy tính một khi chưa có quyết định khởi tố, khám xét hay không. Trứng thứ hai vẫn theo tác giả là học sinh Chu Ngọc Quang Vinh ở Yên Bái, vào tháng 9 vừa qua. Nếu chỉ đọc báo nhà nước thì người ta không thể hiểu nổi cái sự chưa phù hợp, gây xôn xao là cái gì mà ghê gớm vậy. Cũng có báo mạnh dạng trích đăng bài viết của Vinh nhưng lại cắt sáng làm sai lệch ít nhiều bản chất sự việc. Tác giả cho hay, phải lên mạng xã hội, phải tìm đọc, nghe báo đại quốc tế thì mới rõ sự việc. Trên mạng xã hội có không ít những ý kiến mạc sát Vinh không thương tiếc, thậm chí còn có những gợi ý kỳ lạ là phải cấm xuất cảnh, phải trục xuất, cấm thi tốt nghiệp phổ thông, vân vân. Tác giả nhận xét, diễn biến này như những màn đấu tố, đánh hội đồng, ném đá dấu tay, chẳng xứng đáng là người lớn chút nào. Và đây là hình Chu Ngọc Quang Vinh cùng mẹ và cô giáo bị công an yên bái mời làm việc. Những nội dung đó đã nhận được ào ạt những bài phê phán ngược lại, nhất là của những cây viết nổi tiếng, sắc sảo, phân tích công phu, có chừng mực, đến nỗi có bài kiểu rửa xả đó bị chủ nhân của nó lặng lẽ gỡ bỏ. Tác giả đặt hai câu hỏi. Một, vụ việc có đáng phải bị hình sự hóa như vậy hay không? Hai, công an đã điều tra và trả lời cho công luận rằng ai là người đã phát tán nội dung bài viết của em Vinh lên mạng hay chưa? Người đó có mục đích gì? Có phải như thể đồng phạm với Vinh hay là có công tố cáo? Và vẫn theo tác giả, cũng như trường hợp của Trí năm 2006 Vinh viết bài rồi đăng lên mạng, có lẽ không phải khi đang ở trường. Như vậy, làm sao nhà trường, ngành giáo dục lại phải chịu trách nhiệm và có quyền hạn để can dự vào vụ việc này? Đó chắc chắn không phải là lối giáo dục văn minh đúng đắn. Tác giả cho rằng, tỉnh trí đọc kỹ cả bài viết của Vinh sẽ thấy trong đó một tâm trạng khắc khoải, dằn xé của một người trẻ nhiệt huyết trước thực trạng đất nước đang tìm cho mình một tương lai chắc chắn, chứ không phải chỉ là căm ghét, phỉ bán một chiều. Tác giả nhận định có nhiều nét tương đồng giữa hai vụ việc trên, nhưng thêm mùi chính trị khác nồng ở vụ thứ hai, và một điểm chung chính là thái độ và tư thế của người lớn trước giới trẻ. Từ lâu rồi, ít ra là từ khi có Internet, người lớn lẽ ra phải học hỏi được nhiều điều từ con cháu về tư tưởng dân chủ, ý thức tôn trọng nhân phẩm con người, và hơn thế nữa là vô vàng kiến thức phong phú của thế giới văn minh bên ngoài Việt Nam. Nhưng vì sự độc đoán giữa chế độ độc đảng nên người lớn không thu nạp được. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Người lớn cần thay đổi thái độ và tư thế đối với giới trẻ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.